Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình Thành SD đây, và chúng ta sẽ là tiếp tục với cái series là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ xem nào. Đây là tất cả những phần thưởng mà chúng ta có thể đạt được ở trong cái này. Ở đây ta sẽ có một con rồng R ở lap 3 và mình đã đạt được con này rồi. Đây này, con này mình đã đạt được rồi này. Lap 6, 15, 19, 23 là những cụ op của những con Heroic. Lap 7, 9, 13, 18 và 22 là của con rồng VIP. Ôi chà. Và 8, 11, 14, 16 là của con rồng Heroic em ạ. Cái này thì một trong hai cách là có thể lấy được cái điểm này, có nghĩa là chúng ta sẽ một trong hai cách là lấy được con rồng, một là phải về nhất, hai là phải đến được các cột mốc và thu thập đủ mảnh để có triệu con rồng này. Đó, ở chỗ sẽ bị trừ thêm khoảng 4 cái cúp nữa này, mới có thể lấy thêm được coi không. Hiện tại thì tình hình đua team Ray của chúng ta là chúng ta vẫn đang ở top 1, đua rất tốt anh em ạ, team là đua rất hay. Tiếp tục thì chúng ta sẽ 10 member sẽ thu thập khoảng là 6,3 m gold anh em ơi. 6,3 m gold thì mình sẽ có thể boost được không? Boost không được rồi, mình sẽ thu thập đủ 6,3 m gold là được. Thiếu một người đúng không? Đây, mình sẽ vào và thu hoạch cùng anh em luôn. Nào, chúng ta sẽ lấy toàn bộ 6,3 m gold á. Cái này làm sao đủ nhỉ? Toàn bộ cái này chắc mình sợ không đủ gold cơ. Đấy, không có đủ gold không nữa. Có lẽ là không đủ rồi. Mình thì mới được 944k thôi. Làm thế nào mà được 6,3 m gold đây? Khó quá nhỉ. 4,7. Xong rồi, có một người xong rồi này, nhanh thế. 10 member sẽ trình ra 3 race dragon. 10 member, mỗi member sẽ dùng một lần đúng không? Toàn bộ member sẽ cần để win 75 trận Arena Battle. Và thành viên đầu tiên sẽ thu thập được khoảng 15,86 m gold. Nhưng bắt đầu là sẽ khó hơn đấy. Còn một người nữa làm đây. Khó thật. Đánh tận 75 trận Arena. Vãi trưởng, kinh thật. Arena chúng ta đánh tận 75 trận anh em ạ. Ở đây có thể xem không? Wow, đáng sợ luôn này. 75 trận, phải win 75 trận. Bây giờ chúng ta đang ở lap 6 và team bạn thì đang ở lap 5. Chúng ta hơn được hẳn một gọi là một team, một hơn một lap ấy, hơn hẳn một lap luôn trong này này. Và ở đây thì có một bạn đang không làm, mình sẽ phải kick một bạn ra thôi. Bạn nào không làm ta? Ok, để xem bạn nào không làm. Ấn vào team đây thì mình không biết bạn nào không làm nhỉ. Để xem nào. Xem từng người nhỉ. Để xem nào. Ai không làm để mình kick luôn nhé. Xem nào, ai không làm ta, thì mình cần phải xem. Trước tiên là sẽ vào trong cái này. Ở đây thì mình không biết là vì đây có nhiều người quá. Chúng ta chẳng lẽ phải dò từng người một chăng? Có thể phải dò từng người một rồi. Boss. Đây có 19 người làm thôi và một số người làm rất là ít. Ví dụ bạn là V Hùng người làm rất ít này. Killerman làm có 28 này. Mấy bạn này dưới 100 điểm hết. Hầu hết dưới 100 điểm. 1 2 3 4 5. Có 5 người dưới 100 điểm. Ít quá, thật sự ít điểm quá. Đầu tiên mình sẽ kick một bạn ra trước nhá. Nhưng mà mình không biết là bạn ấy tên là gì. Để xem ở trong cái bang hội xem. Đây bang hội này, My Island của chúng ta. Hình như có một bạn. Bạn nào ấy nhỉ? Không để ý lắm. Đây mình xem luôn nhá. Để xem ai không làm ta. Nguyễn Thanh Tùng. Chúng ta sẽ có bạn là Nguyễn Thanh Tùng không làm bất kỳ một cái gì cả. Đúng rồi. Đây thì mình sẽ có thể vào trong này, mình có thể kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn này. Lần này nó có cái này rất là hay. Vì thế là chúng ta có thể tìm những cái người nào mà chưa làm, mình sẽ kích ra khỏi team. Nguyễn Thanh Tùng đúng không? Không thấy đâu cả. Trần Quang Huy, bạn Nguyễn Thanh Tùng đúng không? Mình sẽ kích bạn là Nguyễn Thanh Tùng trước. Ok. Không làm thì mình sẽ phải kích ra thôi, chứ không biết làm nào bây giờ. Anh em thì cứ cười đi á nhá. Bây giờ là anh em cứ gọi là tìm theo cái bang hội mình đi đã.
cái bang hội mình nó khá là khó nhìn. Vì thế là chúng ta sẽ có chiều để tìm theo được cái my rank 425 à, master point. Chết rồi, bây giờ mình không biết là đây đây. Anh em ấy, bây giờ cứ gọi là xin vào bang trước đi, phải tìm được cái bang. Bang mình ở chỗ cái choppy là chỗ cái cúp này là đứng thứ 36 nhá. Cứ xin vào gia nhập đi đã, xong rồi mình phải kick bớt thì mình mới có thể đồng ý được anh em ạ. Chứ bây giờ mình mà bỏ đi cái bạn kia thì cái điểm số mình sẽ giảm xuống ấy, và mình sẽ không đứng trong top 100 nữa. Anh em rất khó tìm. Bây giờ cứ gọi là xin vào team đi. Sẽ có 5 hàng đợi cơ mà mình sẽ duyệt sau nhá. Ok, bây giờ tiếp tục là nhiệm vụ này thì không làm được rồi. Nhiệm vụ này rất là khó rồi. Một member đã thắng xong được một trận này. First member thu được 15,86 m gold. Cái này thì hơi khó, thật sự hơi khó chơi. Ở 3 người, nói chung là 10 người sẽ cần phải hatching ra 3 ray à. Bây giờ làm nào đây? Chắc phải mua ray à? Mua ray thì đắt lắm. Thật sự mua ray rất là đắt đỏ luôn. Chúng ta sẽ bán mấy cái này đi tạm thời đã. Đâu rồi, mình sẽ ấn vào trứng này và mình sẽ có thể mua ray được không ta? Con ray đây đây, có ray đây, có ray đây. Con ray đây không biết là bao nhiêu tiếng nữa. Thử xem nào. 120 là con bé nhất. Con này chỉ mất khoảng 3 game thôi anh em ạ. Được 3 ray à? Rồi mình sẽ mua 3 ray nhá. Cái này thì đỡ tốn hơn là sử dụng hai mươi mấy game kia. Nào, mua con ray nữa. Thêm một con ray nữa anh em ạ. Yêu cầu là hatching ra 3 con ray đúng không? Cái này thì đơn giản, easy rồi. Bây giờ mình sẽ cho thôi. Mình sẽ mất tổng cộng là khoảng 9 game thôi anh em ạ. Cái này sẽ xong nhanh thôi. Hoặc là mình để sẵn ấy, để sẵn mấy con này bao giờ nó cần ray cái là mình bắt đầu bán đi luôn là xong. Rồi tạm thời thì cứ làm xong nhiệm vụ ấy đã. 3 game này. Place, chúng ta sẽ place vào đâu đây? Place vào trong cái môi trường bóng tối nhỉ. Môi trường bóng tối hiện tại nó đang là full rồi. Biết làm nào đây nhờ? Chúng ta sẽ cho con gì ra ngoài đây? Dream Dragon hình như là chúng ta sẽ có thể lai giống được, không phải à? Con Dream này không lai giống được nhá. Đây này, con Fallen Angel Dragon này, con này lai giống được. Sẽ bán đi này. Rồi, mình sẽ cần hoàn thành nhiệm vụ này trước đã, xong rồi tính sau. Dark Dragon một con. Chúng ta sẽ skip. Lần sau mình cứ để sẵn, mình cứ để sẵn 3 con Ray ở đấy đã, xong rồi nó bắt đầu là up luôn. Và xong. Thêm một con nữa anh em. Cho thêm một con nữa. Mấy khoảng 9 game đấy. Không sao, mình có đi kiếm game lại ngay bây giờ được mà. Tiếp tục là sẽ bán con Duck này đi. Chắc chắn là bán con Duck này đi rồi. Bán thêm con Duck này, 60k. Và cho con này vào đây luôn. Đấy, mình hoàn thành được thêm một cái nhiệm vụ cho anh em ở đây nữa này. Đó, hiện tại thì đang có tầm khoảng 2 người. 2 người hoàn thành xong cái này. Xong rồi. Nhanh, cực kỳ nhanh. Có một bạn nào dùng 8 game để có thể hoàn thành xong cái này xong. Ok, đây đã đủ. Bây giờ cái nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta mới là khó này. Nhiệm vụ toàn bộ member. À quên. Bây giờ cứ sinh sản Ray trước đi. Ở đây theo mình nghĩ là có Ray này. Có Ray, có ở đây có cả Epic à. Ngon. Epic thì gọi là hơi lâu đấy. Mình nói hơi lâu đấy. Bây giờ cứ mua full Ray đã nhỉ. Một con này. Một con Ray. Mình cứ mua full Ray trong này đã. Hai con Ray. Và mua thêm một con nữa. Ba con Ray. Mình có hai con thôi. Cứ mua khoảng 3-4 con để sẵn đấy. Đúng không? Rồi. Thêm con nữa đi. Mình sẽ để lại một ô nhá. Để tí nữa có nhiệm vụ breeding ta sẽ làm luôn. 120 vàng. Đấy, đã xong. Cái này cứ để nguyên đây. Bây giờ thì hiện tại chúng ta sắp lên lab 7 rồi. Đấy, rất nhanh. Lab 6 mình vừa nhận thưởng lab 6 đúng không? Chúng ta vừa nhận được cái này, cái Heroic Object. Và mình được thêm cái con nào nhỉ? 2 comets thì phải. 15 cục 2 comets. Đây, hiện tại là team rồi đây. Nó cập nhật điểm chưa ta? Đó, mình đang 197 điểm poison. Rồi, chúng ta đang cố gắng làm thật chăm chỉ để có thể lên điểm cho anh em nào cái. Chăm chỉ hơn nữa đi. Giờ này mình hơi bận. Chúng ta đang có thêm một ít điểm để mình có thể đi cái map này cái nhỉ. Cái map, cái mê cung này, cái Catacomb Island này thì có
có những con rồng mới sau đây để mình giới thiệu cho anh em này. Có một con Aztec Wario Dragon. Wow, con này là con thủ da đỏ, sao nhìn nó xấu thế ta. Tiếp theo là một con Aztec Pires, một con pháp sư, một con thầy tu, một con pháp sư gọi lửa. Con này con mới à? Không không, nó có chữ new mới là mới cơ. Đây đây, chúng ta sẽ có Ancient Magic Dragon, pháp sư à? Một pháp sư rồng anh em ạ. À, nó cần 4 mảnh. Wow, con này đẹp thế. Catacomb Dragon này, con này nên lấy anh em ạ. Đẹp vãi ca trường. Catacomb. Con này thì mình không cần. Zodiac Anubis có một con mới thôi. À có hai con mới. À thật ra có một con mới. À hai con mới chứ. Đây con Catacomb là con mới này. Đẹp thế nhờ, mình thích con Catacomb này quá. Mình sẽ đi lấy cái map cho anh em đã. Không biết là trên hội mê game ở truyện tranh anh em đã đăng chưa. Các bạn là PT Gia Huy, bạn ấy hay đăng và bạn ấy ghim luôn ở trên cái phần của hội game truyện tranh ấy, anh em phải vào đấy và tìm nha. Rất là nhiều thông tin về Dragon City. Chủ yếu là Dragon City thôi. Rồi chúng ta sẽ sang bên này xem. Từ từ nha, mình sẽ cần tìm lại cái map cái để mình còn chơi. Đây 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 rồi, đây rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Chúng ta thấy rồi. Mình sẽ đọc qua cái sự kiện này này. Sự kiện Catacomb Iceland, thời gian diễn ra từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11. Nó sẽ có bao gồm là 11 ngày. Cái này mình không sự kiện PC. Ok. Xu ban đầu chúng ta sẽ có được 795 coin, 600 xu trong vòng 8 tiếng, mỗi 8 tiếng 600 xu. Tổng số xu nhận được sẽ là 20.597. Ok, mình hiểu cái này. Và rồi mình sẽ tìm hiểu thông tin một chút. Mình sẽ đi đường nào đây. Đây là có cái map sắp bắp bé thế này. Map siêu bé luôn. Bây giờ thì đây chắc là cái đường ngắn nhất có thể rồi. Theo mình nghĩ là vậy. Nào, đi lấy thôi. Bây giờ mình sẽ đi sang bên nào nhỉ? Anstech thì sẽ đi lên dây trái. Đi thẳng sang. Ok. Đi thẳng sang có cục op 230 coin. Mình đi luôn cái này nha anh em. Có những con rồng mới đẹp quá, mình rất thích mấy con này. Đi xem thì họ cho mình con gì. 230. Đây sẽ có một cái con của Aztec nữa. Lấy cái này như chắc là tối đa luôn rồi. Đó. 280 à? Mình không biết là Aztec đi sang khoảng 3-4 ô nó đi thẳng sang. Đi thẳng sang góc là sẽ có thêm một cái cục của con gì đấy. Để xem nào. Không cần vấn last spy đâu, đường này đi sẽ con crest, con mới à, chưa nhìn thấy bao giờ. 300 này, thời gian diễn ra trong vòng bao nhiêu ngày, kinh khủng thật. Matcha Dragon ấy, 300 này đó, 700 này anh em. 700 là chúng ta sẽ có zodiac. Không biết là này có lấy được con gì hay ho không, mình cũng chẳng biết được. Mình sẽ bỏ đi con pháp sư ở cuối bản đồ, ở góc bản đồ sẽ bỏ đi rồi. Còn đâu là chúng ta sẽ lấy được gần như là tất cả rồng ở trong này. Theo mình thấy ở trong cái map này là như vậy. À không, vẫn sẽ bỏ đi một vài con. Ok, bỏ như là bỏ hai con. Bỏ con pháp sư này, con pháp sư rất là xấu nên họ không đi thì phải. Bây giờ hết coi rồi, chẳng làm gì được. Cái thức ăn để nguyên đi nhá, để tiện làm nhiệm vụ nhá. Cái này một người xong rồi, nhanh thế. Toàn bộ member sẽ cần phải win 75 trận Arena Battle. Rồi mình sẽ vào trong Arena Battle đấu đi. Lấy thức ăn đã, quan trọng lấy thức ăn trước đã. Cái quest Dark Star quest trước đã. Let's go, lên đường nào. Bây giờ mấy giờ ta? Bây giờ tầm khoảng 5:53. Dark Star Dragon level 20. Đậu xanh rau má. Cái gì đây? Nó cho lên khỏe quá, lên cao quá, đánh thế nào được. Cái đấy thì không khó rồi. Thức ăn này đang để dành. Bây giờ lên level 20, thực ra lên level 20 cũng được. Ủa mình mất 4 cúp này. Cái này bây giờ nó không quan trọng lắm. Bây giờ mình tìm Dark Star Dragon để mình cho nó ăn lên nhá. Dark Star The ARK. Mẹ để Việt Key đi vậy. Đây rồi, chúng ta sẽ có Dark Star Dragon đây anh em ơi. Mình sẽ cho nó lên level 20 luôn nhá. Level 17 này, level 18 này, level 19 này. Và đây sẽ là level 20. Tốn nhiều thức ăn phết đấy.
Đó, tốn khoảng hơn 200 ngàn thức ăn. Thế với anh em luôn lấy được một tí thức ăn của nó. Mà tốn thức ăn như thế này thì chắc tôi chết mất. Không biết nó phải cho lên level cao hơn không nữa. Nếu mà cho lên cao hơn nữa thì đúng là bó tay rồi đấy. Ờ, sẽ dùng con này nhỉ. Darkstar. Đẹp chưa anh em? Darkstar Dragon. Đấy. Chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu này. Húc nó anh em. Một hit thôi. Này chạy đi đâu. Không thể chạy được. Có vẻ to ấy nhỉ. Nhưng có vẻ đẹp đấy. Đẹp đấy em. 44.000. Yeah. Seishi Dragon đấy, Dark Star này anh em để chiêm ngưỡng. Nó chết luôn rồi. Tiếp mình sẽ test kỹ hơn cho anh nghe từng chiêu một. Cho thiếu lên 45.000 và mất đến vài trăm ngàn thức ăn. Đùa. Kiểu gì nó bắt phải lên level 25 cho mà xem. Mình đảm bảo anh em vậy đấy. Mình phải đánh trong Arena Battle chắc chắn rồi. Bây giờ sẽ mình chưa tăng đam được rồi. Mình còn khoảng 2 tiếng nữa mới tăng đam được anh em ạ. Cứ đánh đi thôi. Sợ gì đâu, bọn này là Epic và Legend không sao nè. Ánh sáng thì bóng tối đánh thôi, cực kỳ nhanh rồi. Ui, sao để con này ta? Sao để con tinh linh thú rồi? À, sao em bị chết quá con thần rừng quên mất. Nào, let's go. Và thôi, team mình khá là khỏe đấy, chẳng phải yếu đâu. Ui, Mi Monica, trời. Nó khỏe thế à? Wow. 39.000 máu. Ấy chà chà. Mình mà có bóng tối mình đấm cho nó. Chết luôn đấy. Vấn đề đấy có bóng tối. Sắp chết rồi anh em. Đổi rồng. Nó có Kitsune nhá. Nó không có nước. Rất là tốt. Rất là ok luôn. Không có nước là được rồi. Con này khá điên cuồng ra. Giật 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 giật. Giật giật giật. 30% đam. Đấy đừng có chết luôn là được. Tốt, và bây giờ sẽ đổi Kitsune. Đấm cho phát chắc là chết ngã ngửa luôn. Nhưng mà như thế này thì mình sẽ rất là yếu. Chết, chết tiệt rồi. Thật sự là chết tiệt rồi anh em ơi. Đã ngay từ đầu nên dùng con này không biết có chết luôn không. Nó có lửa đấy. Ơi. Chết luôn ạ. À. Có thể mình sẽ chết hai con chăng? Rất rất là có thể. Hiện tại đã chết mất một con rồi. 17.000 này. Nó đánh mình đều có 12.000 thôi mà. Cứ lo lắng quá đúng không? Mình mất thần rừng rồi. Đen đủi thế nhở. Thần rừng toàn bị giết trước rồi nhá. Nó không kịp làm gì đánh nó cơ. Skip xem nào. Thần rừng của họ là C kìa. 22 28 C cộng là chỉ epic thôi. Mình có dùng 8 game á. 2 tiếng nó sẽ hồi rồi. Biết đánh khó cơ. Đánh đâu phải dễ đó. Chả mình đánh được một trận nhỉ. Đánh được đúng một trận rồi anh em ạ. Phải đợi 2 tiếng rồi. Bây giờ làm nào đây. Mình có 3 trận à, mà cái kia nó sẽ hồi nhanh, rất là nhanh thôi. Thế nhỉ. Anh em đánh kinh quá. 199 vẫn chưa lên được 200 PDS. Một trận nữa thôi là mình sẽ lên được rồi. Nhưng mà thấy trận này rất là ổn thôi, nhưng mà mấy con của mình nó yếu quá. Chiến binh là có lửa đánh được này. À, rồi đánh được này anh em. Và tiếp theo thì con lá thì có lửa, mình sẽ đốt chết con này luôn. Inky Dragon thì dùng ánh sáng. Rồi đánh được 2 trận chứ, để nó hồi luôn. Để tầm 2 tiếng sau mình có thể đánh thêm vài trận nữa để nó hồi. Đấm cho cái này. Không vấn đề gì đối với mình cả. 20.000 máu. C đối đầu với C cộng. À, yếu quá nhỉ. Không thua lắm nhỉ. Ô, mình sẽ đánh nữa thôi. Mình bị giảm máu khá là nhiều ở đây rồi. Inky Dragon. Sao nó vụt con đằng sau nhỉ. Vụt chết luôn con đằng sau à. Càng tốt để mình sẽ cân con này được mà. Ô, khắc hệ rồi. Chết rồi. Nước à, trời ơi, mình sẽ bị chết mất đấy. Chết tiệt rồi anh em ơi. Mình phải làm gì đây? Mình có chết được không nhỉ? Mình ánh sáng và nó có bóng tối. Và mình cũng sẽ chết luôn. Để bảo thua trận này nhá. Mình sẽ dồn hết đòn. Nó còn hồi máu ấy chứ.
chết mày luôn đi này. Có lẽ ta mất hai con luôn để đổi lại một trận thắng. Thôi không sao, đằng nào cũng phải hồi. Mấy team này rất là yếu luôn, nó không có quá khỏe. Tinh linh thú chết toi rồi còn để làm sao được nữa. Ngưu Ma Vương để tạm như vậy, mình biết làm nào. À, cái điểm số chúng ta thì rất là dễ. À, cái Global Challenge này lấy luôn hai game. Oh yes, một cái hòm chứa Supernatural. Bây giờ làm gì tiếp theo đây? Bây giờ sẽ đi kiếm thêm một game thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi đánh thấy lấy game được mà, thoải mái đi. Lấy game nào, lên đường lấy game thôi. Tiến lên. Chúng ta sẽ đối đầu với con gì đây? Halliwell Dragon. À. Có một con này yếu mà, để mình đánh được mà. Đây rồi. Lâu lắm rồi mới gặp được cái team mà mình có thể dùng đam để giết nó được. Chém nó. Chiến binh bất tử của chúng ta. Mà ui, khắc hệ à? Cái con này khắc hệ mình kìa. Từ từ bình tĩnh anh. Cho đóng băng phát. Đó. Nó chỉ còn 11.000 thôi. Và bây giờ sẽ giết nó đi anh em. Dồn hết đam có thể vào. 18.000 đấy, khỏe chưa? Tí nữa chúng ta sẽ có tăng công cơ. Ồ, chúng ta còn kiếm được chim 90 coin này. Ồ, đây là Việt Nam à? Đây là Việt Nam mà. Anh em nhìn thấy cái mặt không? Mặt con gái không? Mặt con gái kìa. Bây giờ làm thế nào đây để lấy nó đây? Chiêu lửa. Chết rồi. 19.000 rồi. Ít nhất là phải giết được mày. Một bé lên bảng điểm số. Con này chắc là mình sẽ đài. Nó đấm nó phát chết. Sợ thật. Con này sẽ gần chết thôi. Ma băng. À, con sói băng của mình đâu phải dễ ăn. Ai chà chà, 57.000 máu. Ghê đấy. Không có chút gọi là ghê gớm phết đấy. Nhờ húc nó. Akron là 4 sao. Để kiếm thêm được 5 game là 123 game. Ok, trận tiếp theo nào của chúng ta nào. Đây, chúng ta sẽ là Achohis một chiêu thôi. 42.000 máu. Ninja Star 45.000, rất tốt. 34.748 ấy. Ok, chúng sẽ chuyển sang với hệ Pure Energy. Bây giờ sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ 197 một chiêu Rotating Spell 34.000, rất tốt. Ôi, để con kia để nó đánh nốt cho xong. Ha, tham quá, thầy này tham vãi trưởng luôn. À, có còn mốc 6 giờ rồi, là mình kiếm thêm được ít coin đấy anh em ạ. Đúng rồi, tiến lên nào. Mình sẽ phải hút con này trước để cho nó gần chết đã. Rồi, ui, còn 26.000 kìa. Sao nó trâu thế nhờ. Cái hack à, có phải hack không ta? Mình không biết được có phải không. Mình sẽ dùng chiêu này trước đấy. Chết rồi, con này nguy hiểm rồi anh em ơi. Chẳng biết liệu có ăn nổi không đây. Mình thấy cái tỷ lệ ăn được rất là khó đây. Tại vì nó có một con Hyferer nữa. Chết tiệt thật. Giờ sao để con bốn đầu rồi nhá. Chết rồi, nó hút cho cái chết. 31 kìa. Đấy thế nào được nhờ. Mình cần ít nhất là 3 đòn để giết nó. Mà nó chỉ cần thêm một đòn thôi. Chết rồi, chạy thua. Cày vãi. Revive cái gì đấy? Last Train à? Cái này sẽ có thể là có thể win một trận battle bằng mất khoảng một game à? Quay trở lại, lại có thể loại này đấy chứ? Một chế độ mới, một cái tính năng mới chúng ta không thể thua được ở trong trận chiến. Nó cho phép dùng một game hoặc là một lần xem quảng cáo để hồi lại. Bó tay luôn đấy, bó tay chấm cơm luôn. Vãi chưởng, khỏe lắm nhá. Sấp mặt đấy. Ok baby. Nó còn một con kim loại. Chết rồi.
Vấn đề là rất vấn đề. À không, nó không có hệ primer đâu anh em ạ, nó không phải sợ lắm đâu. Theo mình nghĩ cũng không phải sợ lắm đâu. Một căn rưỡi là đam to nhất của mình đây. Chết rồi, tốt, hay. Cứ chết là tốt rồi anh em ạ. Đóng băng, Fraser. Tốt, bây giờ mình sẽ giết nó bằng con lửa của chúng ta. Để trận cuối cùng rồi. Đánh nó, xong, một bé Superstar. Nó đập mình lại luôn à. Trận này mình vẫn thắng được. Anh em bọn mình còn tận 2 con Heroic nữa. Không phải lo lắng đâu. Trừ khi nó khắc hệ mình một hit chết luôn thì mình mới sợ rồi. Lần này thì bình thường như cân đường thôi. Chết vì đi này, 22.000. Rất tốt luôn. Yes, hay. Cho claim thêm là 400 thức ăn nữa. 400 thức ăn nữa này. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc bên đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Dragon City. Bye bye.